Rồi, chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây vườn sâm cà phê kiến nha. Cái này cái hoành đây là 6 nha, cao tới đây là 20. Còn cái độ rớt xuống đây là 30 nha anh chị cô chú. Đây, để rớt xuống tàn đây là 30 nha. Một sâm cà phê kiến nha. Coi là quan nhân nha. Cây này em khai thác bầu đắp sinh nhanh chị cô chú. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xin bài và ủng hộ em.